Xin chào tất cả mọi người. Thì trong thời gian vừa qua em cảm ơn tất cả mọi người đã qua sao lưu của bên em và ủng hộ cho bên em rất là nhiều cái cây cảnh đẹp và mới lạ. Và hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến cho mọi người một cái cây cũng có một cái tên rất là đẹp và lạ mắt, đó chính là cái cây sen lá chuỗi ngọc. Mọi người hôm nay có thấy vị trí quay khác không ạ? Hôm nay em đã đổi vị trí quay cho mọi người là sang một cái góc quay rất là đẹp với cực kỳ nhiều cây cảnh để mọi người có thể ngắm nhìn và tham khảo. Nếu mà mọi người có để ý thích cây nào thì hãy để lại dưới bình luận để em có thể biết và tư vấn thêm cho mọi người nha. Thì ngay đây em sẽ giới thiệu với mọi người về cây em đang cầm trên tay đây ạ. Một cái cây cực kỳ lạ mắt. Thì cái cây này có một cái tên cực kỳ mỹ miều, đó chính là cây sen lá chuỗi ngọc. Cái cây này thì còn được nhiều người gọi với cái tên khác, đó chính là cái cây sen mắt nai hoặc là cái cây sen hạt đậu. Và cái cây này hiện tại đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu rồi mọi người ạ. Và cùng với cái tên mỹ miều của nó nên là nó nhận được nhiều sự chú ý bởi sự tinh tế, trang trọng và quý phái. Và tuy nhiên ý, thì nếu mà mọi người tinh ý thì mọi người cũng có thể phân biệt được cái loại sen đá này vì nó khác với cái sen đá chuỗi quý đứng, bởi vì nó có hai loại sen đá, đó là sen đá chuỗi ngọc và sen đá chuỗi ngọc bi. Thì đây là một cái loại sen đá chuỗi đây ngọc đứng nha mọi người. Còn về sen đá chuỗi ngọc bi thì nó khác với sen đá đấy, thì bên em hiện tại đã bán mất rồi. Mọi người có thể nghe em phổ biến về cái thời tiết này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người sơ qua cách phân biệt với cái loài sen đá chuỗi ngọc đứng này nha mọi người. Về đặc điểm ngoại hình thì cái cây sen đá này nó là một cái loài thân mọng nước của những cái chiếc lá tròn thì lạ mắt luôn mọi người. Nó mít giữa hai màu, đó chính là cái màu xanh non nhạt cùng với cái màu trắng. Thì cái màu xanh non này nó mọc từ phần từ dưới phần gốc lên cho đến phần ngọn. Đến phần ngọn thì nó sẽ có một cái màu trắng nhìn giống như hoa của nó, nhưng thực chất đấy là lá của nó nha mọi người. Thì cái thân của nó, nên mọi người có để ý đúng không ạ? Thân của nó, lá của nó khá là tròn, nhìn rất là mọng nước. Và cái loài này cũng cực kỳ dễ chăm. Và loài này cũng có hoa nha mọi người. Nếu mà mọi người chăm sóc kỹ càng và biết cách chăm sóc thì loài này sẽ có hoa và nó còn có thể to hơn. Nếu mà mọi người có thể nhân giống nó ra, mọi người nhân giống nó ra thì nó sẽ có thể ra một cái chậu to, chứ không phải là cái loài mini size như thế này. Cái này còn có thể to hơn là mọi người. Và hoa của nó có một cái màu đỏ và nó nở ở cái phần đầu, trên cái đầu của nhánh như này mọi người, chứ đây không phải là hoa của mọi người đâu mọi người ạ. Đây là lá của nó thôi mọi người. Đến cái lúc mà nó già hơn ấy thì cái này nó sẽ chuyển sang màu xanh và nó cứ nối tiếp dài sang màu trắng cho đến lúc nó nở hoa ra mọi người. Đặc biệt về cái loài cây này ấy, thì mọi người cũng vừa thấy em vừa nói là có hai giống là sen đá chuỗi ngọc đứng và sen đá chuỗi ngọc bi đúng không ạ? Thì hai giống sen này có một điểm chung, đó là cái cây mọc này hình chuỗi này giống như các hạt ngọc được sâu lại với nhau. Lúc trước em cũng có giới thiệu cho mọi người cái loại sen đá mà nó giống như cái đuôi vòng tiền ý, thì đấy là sen đá chuỗi chuỗi ngọc bi. Còn đây là cái sen đá chuỗi ngọc đúng nha mọi người, nó khác hẳn bởi vì cái lá của nó khác hơn, lá của nó dày hơn và mọng nước hơn và màu sắc cũng khác nhau. Từ cái cây của cái lá này thì nó sẽ mọc ra nhiều cái hạt tròn nhìn cực kỳ là độc đáo luôn mọi người. Thì ở đây trên đó là cái về đặc điểm ngoại hình của cái cây này. Thì đi kèm với cái tên mỹ miều của nó, tên đá chuỗi ngọc, thì nó cũng có một cái ý nghĩa cũng cực kỳ hay. Thì từ rất lâu rồi ấy, thì cái loài sen đá này đã nhận được tình yêu và sở thích đặc biệt từ các phía cộng đồng, đặc biệt là đối với những các bạn trẻ sinh viên này. Phía văn phòng thì cũng cực kỳ yêu thích cái loài sen đá này bởi vì nó dễ trồng dễ chăm, vì thế nên là hiện tại rất là được chăm và được yêu thích mọi người ạ. Thì nó cũng có một cái ý cực kỳ đặc sắc luôn. Đương nhiên với cái cây sen đá chuỗi ấy ngọc thì cũng không ngoại lệ nha mọi người. Nếu mà nói lý do mà sen đá chuỗi ngọc được yêu thích thì phải là những cái sâu sắc của cái loài cây này mọi người ạ.
đi kèm với cái tính thẩm mỹ, đó chính là đáp án về cái ý nghĩa mới là chính xác nha mọi người. Thì trong cuộc sống ấy, sen lá chuỗi ngọc này là biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng bền bỉ. Những cái cây sen lá này thì nó có nhỏ nhắn này, căng mọng này, và có thể bất chấp mọi thời tiết khắc nghiệt như là nắng nóng hay là mưa, nhưng mà nó chính là biểu tượng cho sự vượt qua ý chí, quyết tâm, khó khăn, vượt qua thử thách để hướng tới thành công này, tạo nên cho người gia chủ tính bền bỉ và bất khuất để đưa lên về phía trước trên con đường thành công của mình. Thì không chỉ có ý nghĩa về cái ấy trong sự nghiệp ấy, trong tình yêu ấy, thì cây sen lá chuỗi ngọc này còn tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, son sắt, thủy chung. Riêng với trong không khí thì cái cây sen lá chuỗi ngọc này nó mang lại cho mọi người sự may mắn, sự hạnh thông này. Tuy nhiên với cái loài sen lá chuỗi ngọc khác nhau thì nó cũng có cái ý nghĩa khác nhau nha mọi người. Cái tình yêu vĩnh cửu mà cái loài sen lá này mang lại, đó chính là một cái biểu tượng kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Tình nó có thể tượng trưng cho tình yêu đôi lứa này, tình bạn thủy chung này, tình vợ chồng son sắt này, không có sự thay đổi. Trong đó thì màu xanh ngọc của cái cây sen đá chuỗi ngọc này nó còn rất là đẹp mắt luôn đấy mọi người. Thì nó là tạo nên sự thuần khiết trong trắng này, không có đau khu, không có cái thuận lợi hay là quan tính trong các mối quan hệ, thì nó tạo nên cho một người một cái mối quan hệ xung quanh mọi người thì là hòa đồng và tốt đẹp. Thì cái cây sen đá này thì nó có rất nhiều ý nghĩa hay như thế mọi người ạ. Về giá thành và cách chăm sóc của cây này thì em sẽ giới thiệu tiếp, đó là về trước hết là về cách chăm sóc. Thì cách chăm sóc của cái cây sen đá chuỗi ngọc này cũng đơn giản như cái loại khác mà em đã giới thiệu với mọi người, đó chính là mọi người cũng ít tưới nước của cái loại sen đá thôi mọi người ạ. Thì thi thoảng thì mọi người có xịt qua nước ở cái phần thân dưới nha mọi người, đặc biệt là thân dưới không tưới lên lá để tránh tình trạng lá dễ bị thối và hỏng và lây lan ra các cái lá trên thân, thì tình trạng này sẽ khiến cho cây sẽ chết nha mọi người. Mọi người hạn chế tưới nước mọi người ạ, một tuần mọi người tưới nước khoảng một lần thôi, và cái mùa mưa thì hầu như là không cần tưới nước cũng được. Về cái loại sen đá thì nó hầu như là chịu được vào cái thời tiết khá là khắc nghiệt nên là cũng dễ sống với cái thời tiết nắng nóng như thế này. Vào mùa đông như thế này thì cũng thi thoảng đến nước là hay khô thì tưới nước một lần một tuần cho mọi người ạ. Cái cây nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thì đi đôi với cái giá cả của nó cũng cực kỳ là phải chăng cho mọi người cái giá của nó ấy. Vì vào size cây và kích thước cây nên là giá của nó cũng rất khá là rẻ, nó chỉ dao động từ 100 cho đến 200 nghìn tùy vào size và trọng mà mọi người muốn đạt ý. Thì nó sẽ có những mức giá khác nhau. Ngoài cái cây sen đá chuỗi ngọc bi này ra thì Kenya còn có rất là nhiều sen đá mít như là đây mọi người, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái này ý, thì nó là hàng vip nha mọi người, vip rất là nhiều các loại sen đá với nhau. Ở đây có cả sen đá đỏ này, sen đá ruby này mọi người, và những cái chiếc lá tròn nha mọi người, rất đẹp luôn mọi người. Và nó còn có điểm thêm cái phần màu đậm bên trên của nó, đẹp lắm mọi người, cái màu xanh của nó nha mọi người ơi, cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái chậu này mà mọi người đem đi tặng cho mọi những người thân yêu này, cho các dân gia là cho sếp hay là cho những người mà mình yêu thương ý, thì nó có mang một cái ý nghĩa cực kỳ đẹp và sâu sắc mà mình muốn gửi gắm cho mọi người. Ngoài ra mọi người ơi, vẫn là một cái dòng sen đá cực kỳ đẹp luôn, nó cũng là hàng mít mọi người ơi. Nó cũng mít các loại sen đá với nhau nhưng mà nó nhiều hơn cái dòng lúc nãy, thì nó giá của nó cũng sẽ khác hơn. Cái loại này thì hiện tại bên em đang bán có sẵn cho mọi người, nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp ngay qua shop em nha. Đẹp lắm mọi người ạ, à. Nó mít nhiều màu, màu đậm, nó có sen đá đỏ, sen đá hồng và sen đá xanh, sen đá ruby hay sen đá tuyết đều có hết. Nếu mà mọi người thích mít cái loại sen đá nào thì hãy liên hệ trực tiếp bên shop em, và shop em cũng có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người về các loại sen đá mà mọi người muốn mua, muốn mít rất đẹp mọi người ạ. À. Đây, cái
hơn là nhìn như cái bông sen đấy, chuẩn là bông sen đấy mọi người ơi. Đó, tổng kết lại thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số cái cây sen đá mà bên shop em hiện đang có và cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Nếu mà mọi người thích ý, thì hãy liên hệ trực tiếp ngay tại địa chỉ em để bên góc trái màn hình này nha mọi người. Những cái chậu sen đá như thế này thì bên shop em giá khá là rẻ và với nó được rất là đẹp luôn mọi người. Nếu mà mọi người thích loại nào thì bên em có thể tham khảo cây nhà vườn bên em để có thể mang về cho mọi người. Thì mọi người hãy tới showroom KL tại 39 Trần Bình Ngay, Cầu Giấy, Hà Nội để biết thêm nha mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem nha.